Chào cô chú anh chị của bạn nha. Thì sáng hôm nay là em bọn em cũng ghé qua cuối tuần ghé qua có bài gạch chơi lon bài đó là bạn bị nhỏ luôn á. Mà nó chơi tối chơi bài đó cũng không bị luôn. Chị phải trầm mời em uống cà phê ăn sáng. Cái gì vậy? Cũng quay mất cỡ anh ăn không được. Cái gì vậy? Chú giờ anh quay người ta ăn không à? Giờ anh ăn mà ai quay anh mất cỡ. Quay nó chậm gẹp. Không có chậm gẹp. Chị Trâm. Gì? Dạ không có gì. Xong rồi nè, không đủ rồi, để lát vô chồng sạc điện, cái sạc điện này là dạ. Sáng nay anh Tý ngủ chưa dậy mọi người? Hai. Sáu có cái video hướng dẫn dù tuổi. Dạ em xin cộng 50%. Chữ tuổi. Chữ ai? Chữ tuổi nó. Từ nay về sau tao không nghe tụi bay nói nữa. Không có câu chuyện nào tụi bay nói đúng hết. Nói vậy. Tụi bay mở mắt to ra đi rồi kìa, tụi bay dám nói như vậy. Đôi khi nhiều lúc khán giả có người cũng mờ mắt đi. Một cái sự dẫn dắt của nó hay, nên cô chú anh chị mình u mê không có hiểu được. Chị Ni bắt cái đầu mà bắt. Trời ơi, nó bắt lại không. Nó chắc một lần thôi. Cái gì? Chào chị Đinh. Chị Tâm. Rồi làm quay app đó nha. App này. Anh Khang ăn mà em thấy em đói bụng nữa mọi người coi nè. Em ăn chưa ăn luôn hả? Chưa ăn, tiền đâu mà ăn. Đã anh tới trả tiền cho nè. Tối qua quá chợ lúa về. Em đã bằng mấy người bằng bé nó sưng, mới sáng sớm nó được 100 đô rồi. Vậy. Mấy mẹ qua được 150 đô á, nói chung. Cậu long giá lông tay. Cậu long giá lông tay. Không có từng ghê quá vậy. Chăm ơi. Chăm có keo kiệt tí nào chứ. Chăm có keo kiệt nha, mà là chăm thiệt. Sáng giờ là chăm qua đây mời anh em đã xong mình về nè. Đã thôi, ai cũng đã thôi. Anh em muốn ăn nè, ăn sáng uống cà phê. Có ông nội kia uống ăn không? Thôi mình qua ăn chừng chứ chăm được, đừng để con bùm bùm nó thấy đứa chỗ khác mốt qua nó lóc hết. Nó bán mắc, ví dụ như nó bán một tô 55 ngàn là 6 cục viên một. Nó bán mình có 2 cục, mà nó giữ tính 55 ngàn là nó ghét mình đó. Bán 5 cục giữ không trời? Giữ hả? Rồi. Mày bị nhiễm ba miền rồi. Cái tích này rất là nguy hiểm nè chị Trâm. Cái tích chị này chị tự đề ra luôn nữa nha. Chị Trâm sáng khổ lắm nha. Ngồi tài khoản nó vô liên tục. Ăn quỷ sứ, ăn quỷ tài. Ngồi điểm liên tục. Cũng liên tục. Cái chê cứ đăng trước tài khoản. Rồi vô chưa? Cứ đăng ra nhảy tin rồi liên tục ha. Mà là tiền lẻ không chứ có tiền chẳng đâu nè. Em cầm mỗi lần mà chị đi phát cơm á là em cầm cái điện thoại mà em run tay luôn biết rồi. Chào cả nhà. Hả? Tài khoản nó vô. Bắt buộc ăn sáng uống cà phê xong mới cho vô shop quay. Còn ông thì hơn không cho quay, nhất là ông Khang. Phải ăn hết tô, húp hết nước, nuốt luôn cái tô.
Anh uống được anh đập ra nha. Anh đập ra rồi anh ăn từng miếng nha. Bỏ đâu vô? À, bây giờ con giao qua bên Trường Chinh là có người đúng không? Dạ. Hello, hello. Thì con nhắn không đọc con không hiểu. Để con dạ, báo các giá, bác để ơi. Con báo giá rồi giao. Dạ, dạ con cảm ơn cô Lo. Dạ, dạ. Qua đây ăn gì nè? Chào anh Tài Kiều Trâm, chào Lê Hà, người bà Mỹ. Nói về nha anh em ơi, về nha chồng. Về đây, anh tính tiền đi rồi về anh. Anh lấy xe được quán bà sò chết liền. Anh mua băng băng y tế anh ơi. Cả nhà có xem video hay không? Nói thật tế bây giờ em muốn qua Thái Lan em hung quá. Qua Thái Lan làm gì? Hung. Hung trai đẹp. Hung hả? Hung. Hung, hung. Hung mua xa đi em. Hung mua xa. Ngọc Dương và xin chào. Sáng nay em mới dọn dẹp nên em còn mặt em còn ngu. Ủa chứ bình thường mặt Tài khôn hả Tài? Đi khui quá vậy. Bình thường em đỡ ngu. Tự nhiên khui ra chứ không? Sáng mặt còn ngu. Mới dậy. Mặt nhớ lắm. Người dân anh giống như xuống gực. Bởi vì buổi sáng mà em làm clip sớm mà có thông tin gì làm clip sớm và em làm ở tiệm tùng ở chỗ này em chào tới chào tới luôn hơi nó chưa về không biết ca sĩ xem rồi tại ông tí mà giờ này kêu ông hát là lại ổng luôn á cho vàng ổng hát cũng nổi chứ hơi nó ở trên đầu đây á tính tiền nè chị sợ sao mấy người này ngộ quá vậy chị, chắc mai mốt tôi khỏi kêu qua đây cũng hết cả nhà tính tiền mà cũng bị chửi nữa. Trà đá tính tiền trà đá đâu cái này màu cũng nha hai cái màu nó khác nhau nè xạo với tôi ông dám lén lút tính tiền hả ông Khang hả không cho ông Khang quay chị chỉ ăn tài cái chị trong lúc này chị Trâm chỉ thẳng mặt Tài 66 nói một cái câu xanh rờn đó mày đi cái quy quy hả Tài rồi chia sẻ nha cả nhà chia sẻ cho đạo diễn Đức Công coi nha đạo diễn Đức Công nói là mấy sớm hôm nay thì thứ bảy của chú anh chị thì chị Tâm cũng đi hiểm anh em đến đây để uống cà phê và bỏ sáng cả nhà mới chụp chụp quay là những người mà nó không có sim like đó mọi người nó đau chọc luôn bên nó cái nhóm nó nằm ở dưới không à, hai nó dưới nằm ở dưới không à chứ không có lên trên được nó nước lên nó không thấy được gì hết nó phải nhìn xuống không à mà nhìn xuống mấy cái chỗ mà dơ dơ không à. Ủa mọi người ơi chị Ly nhìn vai chị Ly nhảy tưng tưng bà nhảy chân sáu chân ơ rồi chân nhảy chân cốc chân giá đồ quá qua chị Lon nhảy nữa con nhảy vô điệu chả năng á lắc lắc ở dưới chả năng gió luôn không có xe gió luôn trời. Để vô điện trả rằng con Lo bây giờ nó thành con quỷ rồi. Dạ, hôm qua mấy anh em thì cũng quay để cho cả nhà mình thấy được thông tin mình vui vẻ, yên tâm để đánh bay cái tin đồn là chị Ni giữ lại đâu đó gì đó. Ngày hôm qua thì cô chú anh chị nếu xem kỹ video mấy anh em thì Hồng Loan có chị ở đúng rồi chị Hồng Loan có nhảy được gì vũ điệu trả rằng gần đây trả rồi nha. Bao nhiêu tuổi cũng cứ chào thấy tên là giống nữ nữ thì chào chị chào con tên nam thì chào anh chào chú thôi thì quay sơ có nhà buổi sáng hôm nay căn nhà mình thêm cho vui nha chào chú chiên chủ bao nhiêu tuổi